trường mầm non Sao Mai, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia thuyết trình trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2021-2022 với biện pháp giúp trẻ 24 đến 36 tháng tuổi nhanh thích nghi với trường lớp mầm non. Và cấu trúc của biện pháp như sau ạ. 1. Đó là mục đích của biện pháp. 2. Nội dung biện pháp. 3. Hiệu quả đạt được sau khi thực hiện biện pháp. 4. Kiến nghị đề xuất. Sau đây tôi xin thuyết trình biện pháp giúp trẻ 24 đến 36 tháng tuổi nhanh thích nghi với trường lớp mầm non. Kính thưa ban giám khảo, năm học 2021-2022 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm nhóm trẻ 24 đến 36 tháng tuổi B3 với tổng số trẻ đầu năm học là 10 trẻ. Các bé đa phần là con em gia đình làm công chức, viên chức, công nhân, kinh doanh và nhóm bố mẹ cưng chiều. 100% các bé chưa qua trường lớp mầm non. Những ngày đầu tiên khi phải rời xa vòng tay của ba mẹ đến một ngôi trường mới lạ đối với bé là những ngày khó khăn, khủng hoảng. Có những bé thì gào khóc, vật vã lăn lộn dưới đất. Còn có những bé thì chỉ cần ông bà bố mẹ đưa đến lớp là đã gào khóc la hét. Còn có những bé, chạy theo ba mẹ ra tận cổng. Do khóc nhiều nên có những bé bị khản tiếng, mất tiếng, siêu học và bị ốm nên phải nghỉ học vào những ngày sau đó. Còn có những bé đến lớp vì khóc quá nhiều nên bị nôn ói và không tiếp xúc với ai ngoài bằng cô bé. Không tham gia bất kỳ hoạt động vui chơi nào cùng cô và các bạn. Là một giáo viên với 7 năm kinh nghiệm chủ nhiệm nhóm trẻ, tôi luôn trăn trở suy nghĩ không biết làm thế nào để bé có thể nhanh hòa nhập với cô và các bạn, yêu thích đến trường, đến lớp mầm non. Sau một thời gian suy nghĩ tìm tòi, tôi đã mạnh dạn áp dụng biện pháp giúp trẻ 24 đến 36 tháng tuổi nhanh thích nghi với trường lớp mầm non với mục đích như sau. Thứ nhất, đó là giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và thích đến trường lớp mầm non. Thứ hai, đó là hình thành những tâm lý, những cơ sở ban đầu và nhân cách, năng lực làm người của trẻ từ đó. Đó chính là hình thành phát triển các lĩnh vực, thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Và nội dung của biện pháp cũng có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, đó là tạo niềm tin cho trẻ và phụ huynh. Thứ hai, đó là tạo môi trường thu hút sự chú ý của trẻ. Thứ ba, tạo cho trẻ nền nếp từ những thói quen cũ của trẻ. Sau đây tôi xin đi vào từng nội dung cụ thể. Thứ nhất, đó là tạo niềm tin cho trẻ và phụ huynh. Những ngày đầu khi bé đến trường, tôi xác định giáo viên phải là người mẹ hiền, phải là người để phụ huynh tạo niềm tin và là người mẹ hiền thứ hai của bé khi đến trường. Khi các bé được bố mẹ đưa đến trường những ngày đầu tiên, bé thường sợ sệt ôm lấy ba mẹ, nhìn xung quanh một cách dò xét. Lúc đó tôi sẽ không vội vàng với bé rời khỏi vòng tay của ba mẹ để đưa bé vào lớp, vì làm như vậy sẽ khiến cho bé hoảng sợ. Lúc đó tôi sẽ đến gần bé và tha bé những câu hỏi đơn giản như: cô chào con tên là gì, con thấy ở đây có đẹp không, trong lớp có rất nhiều đồ chơi đẹp, con có muốn cùng cô và chơi với các bạn không. Sau đó tôi sẽ trao đổi với phụ huynh để phụ huynh cùng dắt tay đưa con vào lớp, như vậy bé sẽ cảm thấy an toàn, cảm thấy an tâm. Trong những ngày đầu khi bé mới đến lớp, tôi sẽ chụp ảnh hay quay video những hình ảnh bé đang chơi với cô và các bạn, đang ăn, đang ngủ, rồi gửi vào qua Zalo cho phụ huynh, sau đó trao đổi để gửi tới phụ huynh cùng với con xem lại các hình ảnh đó. Từ đó phụ huynh sẽ đưa ra những lời động viên, khích lệ bé, tạo động lực cho bé vào những buổi học tiếp theo. Thứ hai, đó là tạo môi trường thu hút sự chú ý của trẻ. Về môi trường vật chất, kính thưa ban giám khảo, trước khi bước vào năm học mới, tôi và đồng chí giáo viên của lớp đã trang trí lớp nổi bật chủ đề bé và các bạn để thu hút sự chú ý của các bé. Mặc dù diện tích phòng học không được rộng, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp sao cho gọn gàng, khoa học nhất có thể để tạo không gian học rộng rãi, thoáng mát cho các bé hoạt động vui chơi. Trẻ 24 đến 36 tháng tuổi, hoạt động chủ đạo của trẻ là hoạt động với đồ vật. Chính vì vậy, khi các bé đến lớp, tôi đã cho các bé chơi các trò chơi cá nhân, cô và trẻ, đặc biệt là chơi với đồ chơi ở các góc. Tôi dẫn các bé đi các góc tham quan, trò chuyện với bé thì chơi ở các góc. Bé chơi với gì ạ? Piano. Piano. Có biết piano chơi gì không? Để thu hút các bậc phụ huynh, đặc
cháu treo cờ hoa phía ngoài cổng trường. Chúng tôi sơn vẽ lên tường bao quanh những hình ảnh gần gũi, mang màu sắc dễ, mang màu sắc tươi sáng, dễ thương như các con vật, cỏ cây, hoa lá, ông mặt trời để tạo vui vẻ, sự hào hứng cho các bé khi tham gia hoạt động ngoài trời, và từ đó giúp các bé cảm thấy không thấy nhớ bố mẹ và bớt khóc đòi về. Về môi trường xã hội, để các bé nhanh thích nghi với môi trường trường học, trong mọi hoạt động của mình ở lớp, tôi luôn cố gắng trở thành người bạn thân nhất của bé, luôn thu hút bé bằng những ánh mắt, nụ cười, bằng các việc bộ cử chỉ. Và đây chính là minh chứng ạ. Trong giờ hoạt động chơi tập có chủ đề, tôi luôn tận tình chỉ bảo bé nào cũng có thể hiểu, bé nào cũng có thể thực hiện được nội dung yêu cầu của hoạt động. Đặc biệt, những bé vẫn còn nhút nhát, không tự tin trả lời, không tự tin bày tỏ nhu cầu, mong muốn ý kiến của mình, bằng cách tôi sẽ đến gần giúp đỡ, hướng dẫn động viên các bé. Cứ như vậy, dần dần các bé sẽ cảm thấy mình làm được, các bé sẽ tự tin và thích thú tham gia vào các hoạt động. Và đây chính là những hoạt động các con đã tham gia. Thứ ba, đó là tạo cho trẻ nền nếp từ những thói quen cũ của trẻ. Kính thưa ban giám khảo, như chúng ta đã biết, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là nhạy cảm và phát triển. Vì vậy, khi bé đến lớp, tôi luôn chào phụ huynh và chào bé trước để các bé có thể quan sát hành động đó và làm theo. Trước khi vào lớp, thì tôi sẽ hướng dẫn các bé xếp lên giá xếp gọn gàng, ngay ngắn. Và đối với những bé còn quá nhỏ, thì tôi có thể giúp các bé. Đến giờ ăn, tôi đưa các bé ra khu vực vệ sinh, hướng dẫn các bé xếp hàng chờ đến lượt, hướng dẫn các bé rửa tay, rửa mặt đúng cách. Sau đó, tôi sẽ cho các bé vào bàn ngồi đúng vị trí của mình. Trong khi các bé ăn thì tôi luôn đi quan sát xung quanh và động viên các bé ăn hết suất của mình. Đối với những bé mới đến lớp vẫn còn ăn lại, tôi sẽ động viên các bé ăn hết suất. Và cần thiết thì tôi sẽ hỗ trợ những bé chưa biết tự sức ăn. Còn đối với những bé ngày đầu tiên không ăn hết suất thì tôi sẽ không ép bé, mà tôi sẽ cho bé uống thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng. Nhưng đến những ngày sau tiếp theo, tôi sẽ cho bé ăn tăng dần lên và ăn hết suất. Kính thưa ban giám khảo, sau một thời gian áp dụng hiệu quả đạt được khi thực hiện biện pháp như sau ạ. Và đa số các bé đều tự tin, mạnh dạn muốn đến trường lớp, và thậm chí là ngày thứ bảy chủ nhật các bé còn đòi ba mẹ đưa bố đưa bé đi học, và khi đến lớp thì các bé đã biết khoanh tay chào cô chào bố mẹ. Các bé đã quen với các bạn và bé luôn nói những lời yêu thương với cô. Các bé chủ động tự nguyện tham gia các hoạt động chơi tập có chủ đề, và các bé tự tin khi giao tiếp, biết thể hiện lời nói của mình để thể hiện tình cảm xúc của mình, chơi hòa đồng với nhau, không tranh giành người chơi và không đánh nhau. Và các bé đã biết rửa tay, rửa mặt đúng cách trước khi ăn, và trong khi ăn thì các bé đã ăn hết suất và không làm cơm.